Ê thằng kia, mày dụ dỗ em tao phải không? Chị Hai, sao chị Hai tới đây làm gì vậy? Tới đây để lôi đầu mày về chứ làm cái gì? Mày nghĩ sao vậy Dân? Mày cũng đẹp gái mà. Ở trên đó đó mày có tương lai, mày có công ăn việc làm, mày có bạn trai nữa. Mày nghĩ sao mày về đây mày chăm sóc cho cái thằng què quạt này? Bộ nó bỏ bùa mê thuốc lú mày hả? Chị Hai, chị đừng có xúc phạm anh Tuấn nha. Dân, em sao vậy? Em chia tay anh để bây giờ tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này đang ở như này vậy đó hả? Nó là thằng nào? Nó là thằng nào mà dám bắt em phải hầu hạ chăm sóc nó vậy? Anh chị ơi, anh chị bình tĩnh đi. Tôi chưa hiểu chuyện gì hết á. Còn Dân, bạn trai là sao em? Em có bạn trai rồi, sao trước giờ em nói cho anh biết? Dạ, ảnh là bạn trai cũ của em. Em chia tay ảnh rồi á, thì em mới quen anh. Em không làm gì sai với ai hết á. Anh cũng không làm gì sai với ai hết. Không có gì sai hả? Ba mẹ cho mày ăn học, nuôi mày khôn lớn tới bây giờ để cho mày có tương lai. Rồi mày về đây mày chăm sóc cho cái thằng què này. Mày nghĩ sao vậy Dân? Ê thằng kia, mày biết điều á thì mày trả em gái lại với gia đình của tao. Mày không có cái quyền gì á bắt nó ở đây chăm sóc hầu hạ cho mày hết á. Mày nhìn lại bản thân của mày đi. Mày có xứng đáng với Dân không? Nếu mày có lòng tự trọng mà suy nghĩ cho Dân thì đã không để Dân sống ở đây với mày rồi. Mày sao? Muốn lợi dụng Dân hả? Nè, mấy người đủ rồi đó. Tôi nói cho mấy người biết, thằng này sống từ trước tới bây giờ chưa lợi dụng ai hết, nghe chưa? Dân, anh nói với em rồi, anh không có cần em ở đây chăm sóc anh đâu. Em về thành phố đi. Tại sao để mọi chuyện xảy ra như vậy hả? Từ bây giờ á, em không ở đây chăm sóc cho nó nữa. Nếu như mà mày lén phén liên lạc với nó, dụ dỗ nó về đây chăm sóc cho mày á, thì tao sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Chúng đó mày đừng có trách. Về với vậy. Chị ơi, đi về. Buông em ra đi chị. Đi về. Anh Tuấn, anh Tuấn. Chị ơi, buông em ra đi chị Hai. Hai người làm cái gì vậy? Em lớn rồi, chuyện của em đâu có mượn hai người can thiệp đâu. Nhưng tao là chị của mày đó. Chị Hai, sẵn tiện hôm nay em nói luôn cho chị Hai biết tại sao em về đây em ở với anh Tuấn. Một năm trước em có công việc đi về quê, thì vô tình em đụng xe chú Mảnh. Nhưng mà lúc đó em sợ quá, em không có dám nhận. Càng ngày em càng thấy em cắn rứt lương tâm, nên là em mới quay trở lại đây em tìm anh Tuấn. Em mới lấy danh nghĩa là Mạnh Thường Quân, em muốn bù đắp cho ảnh, em muốn giúp đỡ ảnh. Nhưng nếu như vậy em chỉ cần cho tiền nó là được rồi, mắc gì phải về sống với nó hầu hạ nó vậy? Nhưng mà làm bao nhiêu cũng không có bù đắp lại cái chân cho ảnh đâu anh. Vậy mày tính chăm sóc cho nó suốt đời hay gì? Sao mày ngu quá vậy? Vì cái chuyện này em mới chia tay anh đúng không? Thiếu gì cách để bù đắp cho nó. Con này á, nó bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Nhưng mà em yêu anh Tuấn. Ngày trước á, em cứ nghĩ là em quay lại đây, em bù đắp cho ảnh, cho em đỡ cắn rứt lương tâm. Nhưng mà dần dần về sau á, em thấy anh Tuấn là người có tự trọng, ảnh là người tốt, cho nên là em yêu ảnh lúc nào em không hay nữa. Tao tát thì mày tỉnh ra mà. Mù quáng mà. Em nói nó là người tốt, nó tự trọng. Vậy còn anh thì sao? Anh là người xấu, anh không có tự trọng hả? Em đã nói em lớn rồi, chuyện của em không có mượn hai người can thiệp nữa. Kệ nó đi, chị có cách rồi. Cái gì? Dân nói với chị Dân là người lái xe đụng tôi hả? Đúng. Nó cắn rứt á vì nó là người gây ra tai nạn cho mày, để làm cho mày bị thương tật như vậy á, nên bây giờ nó phải về đây nó chăm sóc cho mày. Chứ thật sự á, nó không có thương yêu gì mày hết. Thôi bây giờ như vậy, đây là 50 triệu, coi như á là tao bồi thường thay cho em gái của tao. Mày cứ giữ xài đi, rồi sau đó mày cắt đứt liên lạc với nó. Nếu mà Dân lo lắng cho tôi chỉ để bù đắp lại thì tôi không cần Dân phải làm như vậy nữa. Riêng số tiền này chị cứ giữ lại. Tôi hứa với chị, từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền Dân nữa. Anh Tuấn, anh nghe em nói nè anh Tuấn. Em chăm sóc cho anh á, không chỉ vì bù đắp cho anh, mà em thương anh thật lòng mà anh Tuấn. Tôi không cần. Thằng này không cần sự thương hại của cô. Tôi nghe rõ chưa? Hả? Cô yên tâm đi. Thằng này không bao giờ trách móc cái chuyện mà cô đụng xe tôi đâu. Bây giờ thì đi về thành phố đi. Đi theo chị Hai của cô đi. Anh Tuấn, em thương anh mà anh Tuấn. Em thương anh, em yêu anh. Em xin anh chị em ở lại đây chăm sóc anh được anh Tuấn? Dạ anh Tuấn. Tôi nói cô không nghe rõ hả? Đi ra khỏi căn nhà này liền. Đi, cô đi về thành phố đi. 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 Hả?
nó đang nổi điên lên kìa. Đi! Anh Tuấn, anh đừng có hiểu lầm em mà anh Tuấn. Anh Tuấn, anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Ủa, cô tìm thằng Tuấn hả? Dạ. Tôi thấy nhà nó khóa trái cửa từ sáng rồi, tôi nghĩ chắc nó đi đâu từ khuya rồi đó. Anh Tuấn, anh đi đâu vậy anh Tuấn? Đi ra xe, theo chị về thành phố, đi. Đi ra đi. Em không có đi đâu hết á. Em theo chị em về đi. Cái thằng này nó không còn thương em nữa, nó không còn ở đây nữa đâu. Sao mày lì lợm quá vậy? Thằng Thành nó tốt với mày như vậy, với lại hai đứa bay quen nhau mấy năm trời rồi, bây giờ mày bỏ nó vậy mày không thấy ác với nó hả? Ác hả? Vậy để em cho chị hai coi cái clip này, là chị hai biết được bề mặt thật của anh ta thôi à. Hay tới hạn rồi, trả nợ tao cho mày. Anh ơi, anh thông cảm cho em đi. Không hiểu sao mấy nay em xui quá, đánh kèo nào cũng thua hết trơn. Bây giờ cũng không còn tiền trả cho anh nữa. Giờ bữa nữa em làm đám cưới rồi, bên vợ em á cho cũng nhiều lắm á. Lúc đó anh em mình tính lại với nhau ha. Em không có quệt đâu. Nha anh. Gửi trả tao. Vậy là sao á Thành? Mày cờ bạc mày thiếu nợ người ta, bây giờ mày còn lợi dụng gia đình tao trả nợ cho mày nữa hả? Em clip này em cũng quay từ lâu lắm rồi, nhưng mà em sợ á chị với anh ta xích mích nên là thôi em giấu luôn. Em mới kiếm cớ với anh ta là hai đứa không hợp nên chia tay để cho qua chuyện. Rồi sau đó em gặp anh Tuấn. Anh Tuấn là người tốt, tuy anh nghèo thiệt nhưng mà ảnh còn có lòng tự trọng hơn cái thằng khốn nạn này đó chị. Nè, mày nói ai vậy? Mày giữ ai vậy hả? Mày đánh em tao hả? Mày này, đây hả? Buông ra. Nè, mày làm gì vậy hả? Chờ thôi, trước thằng này. Buông ra. Cái thằng què đấy. Buông ra, chạy đi. Ai ăn cơm? Anh ơi, đưa lên công an giùm tôi đi. Ăn cướp còn đánh người nữa đó. Buông ra. Anh Tuấn, anh có sao không? Em tưởng anh đi rồi. Anh cố tình, anh khóa trái cửa để cho em biết là anh đi, để em về thành phố gia đình của em đó. Chứ anh vẫn ở đây quan sát em mà. Cũng nhờ có Tuấn can thiệp á. Không thôi á hả, chị với anh Dân vừa bị đánh vừa bị mất của nữa rồi. Chị cảm ơn em nha Tuấn. Chị hai, anh Tuấn là người tốt. Anh Tuấn, em thương anh, em yêu anh. Anh để chị ở đây chăm sóc anh nha anh Tuấn. Anh đừng có nghĩ ngợi gì nữa hết anh Tuấn. Từ nay á, chị sẽ không cấm hai đứa quen nhau nữa. Chị sẽ để cho anh Dân ở đây chăm sóc cho em. Chị sẽ về thành phố sắp xếp chỗ ở đó, rồi rước em với anh Tuấn lên gần gia đình mình cho tiện. Em đừng từ chối nha Tuấn. Dạ. Em cảm ơn chị hai. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Em cảm ơn chị. Chị hai. Chị hai ơi. Hả? Chị hai. Hả? Em đậu đại học rồi nè. Em đậu đại học rồi chị hai. Vậy là em đậu rồi nè. Ừ. Em mừng quá chị hai ơi. Giỏi quá. Chị hai, em cảm ơn chị hai thời gian qua đã thay ba má lo cho em. Em hứa là mai mốt á em ra trường rồi em đi làm kiếm tiền em lo cho hai nha. Khối u của cô là khối u ác tính, tốc độ di căn rất nhanh. Giai đoạn này nếu cô có điều trị thì cũng không có hiệu quả nhiều đâu. Hai. Hai. Hai làm sao vậy? Hai xúc động quá nên thôi còn đi nha, đi hai đi rửa mặt cái. Trời đất ơi, chị hai của tôi đậu đại học thôi mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết trơn à. Wow, đồ ăn ngon quá vậy. Em ăn đi. Cái con bé này rửa tay chưa mà ăn. Lớn rồi mình như con nít vậy đó. Rồi lỡ như người ngoài họ nhìn vô họ đánh giá rồi sao? Em biết chứ bộ, tại ở trong nhà mình nó có hai chị em mình thôi chứ có ai đâu mà sợ. Nói sao cái gì? Ai nói là chỉ có hai chị em? Còn anh nữa làm chi, không tính hả? Anh Trung mới qua. Chị hai. Nè, anh đừng có nói với em anh là người ngoài nha. Em chỉ sợ người trong nhà đánh giá thôi, chứ người ngoài em không có sợ. Sao mà hay lý sử à? Em xuống lấy cho anh Trung cái chén. Chị hai. Em có mua ít trái cây qua để nhà mình ăn mừng bé Hoàng vô đại học nè. Cái
thằng này khách sáo thiệt á, thì cứ qua chơi thôi là chị vui rồi. Bị đặt chi tốn tiền vậy? Có gì đâu, ăn chung cho vui. Em thông cảm nha. Đáng lý ra là con Hoàng nó đậu đại học mà phải tổ chức thiệt là lớn, nhưng mà nhà không có điều kiện nên cũng dám mời ai hết. Có gì đâu chị, em thấy nhà mình như vậy là vui rồi, cần gì mời ai. Thôi ăn đi. Quà nhà ăn ngon quá trời. Nè, ăn nhiều vô nè. Sắp lên Sài Gòn rồi, không có hai á, phải biết tự chăm sóc bản thân mình, nghe không? Dạ. Đây, tặng cho người sắp vào đại học. Ê, thêm miếng nữa đi, ăn nhiều lên, có sức mà học. Trời ơi, sao chị hai gấp cho em nhiều dữ vậy? Nè, em gấp cho chị hai một miếng thịt là bự luôn nha. Không gấp cho anh hả? Nè, anh cho ăn rau thôi. Chị hai phải ăn thiệt là nhiều vô nha. Công chị hai nuôi em 4 năm ăn học. Mà chị hai, 4 năm vậy á, chú trôi qua nhanh á. Sau này á, trong cái buổi tốt nghiệp á, em với chị hai chụp một tấm hình thiệt là đẹp nha. Chị hai, sao chị hai khóc vậy? Thôi hai đứa ăn đi. Nè, em gấp cho chị hai một miếng trứng nè. Em kiểm tra đầy đủ đồ nha, coi chừng để quên á. Em kiểm tra kỹ rồi, không có thiếu gì đâu. Nhưng mà lỡ có thiếu thì em về em lấy sao đâu. Em rảnh quá ha. Em có biết là nhà mình cách thành phố bao nhiêu cây số không? Quên là về lấy. Thì cùng lắm thì em kêu anh đem lên cho em. Ai biểu anh là bạn trai của em chi. Biết nói tôi là bạn trai á, thì lên trên đó phải ráng học, không có được thấy trăng quên đèn biết không? Hên xui. Nè, hai có để một ít bánh, rồi thuốc đau bụng nè, thuốc đau đầu nè, với lại là một ít lương khô. Có gì đói thì lấy ra ăn nghe không? Khỏi đi mua, tốn tiền. Trời đất ơi, sao mà tự nhiên hai đem thuốc nhiều cho em dữ vậy? Em đâu có bệnh đau gì đâu. Lại y nữa, giờ không bệnh nhưng mà bữa nữa ai dám chắc là em khỏe đúng không? Phải biết chăm sóc bản thân mình nghe không? Em chờ anh nói có một thân một mình thôi đó. Ai nói là em một thân một mình? Em có chị hai mà. Tôi nói là ở trên Sài Gòn kìa chứ tôi có nói ở đây đâu. Thôi, hai đứa coi đi đi chứ không trễ xe. Vậy em đi nha chị. Trung nè, đi cẩn thận nha. Con Hoàng á, chị trông cậy vào em á. Em biết rồi, chị hai yên tâm. Chị hai, em ngồi bên đó, em nhớ chị hai đó. Thôi, lớn rồi. Bây giờ là sinh viên đại học rồi, thì phải mạnh mẽ lên nghe không? Nhưng mà em cứ thấy lo lo làm sao á. Hay là hai lên trên đó hai ở với em nha. Đâu có được, hai lên lên ở với em rồi, nhà này ai lo. Lên trển học cho giỏi đi. Khi nào rảnh thì về thăm hai hen. Ừ, thì khi nào em nhớ hai em về thăm hai nha. Thôi đi lẹ lên, trễ xe đi về. Thôi em đi nha chị hai. Hai đứa đi nha. Em đi nha chị. Đi Hoàng. Chị hai ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Biết rồi. Đi đi. Hoàng ơi, chị cũng không biết chị em mình có còn dịp nào để gặp lại nhau nữa không. Không biết chị có thể chờ được em tới lúc em về thăm chị không. Trung ơi, có chuyện này chị không muốn giấu em. Chị có khối u ác tính. Bác sĩ nói chị còn sống được vài tháng nữa thôi. Em đừng cho con Hoàng biết. Chị sợ nó lo lắng, phân tâm, ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nếu chị có mệnh hệ gì, em chăm sóc con Hoàng, giúp chị nghiêm trùng. Hoàng, anh xin lỗi em. Chị hai gửi cho em nè. Ôi, trời ơi đẹp quá vậy. Chị hai á đang xong á là kêu anh em lên đây gửi cho em liền á. Chị hai nói á là sắp tới mùa mưa rồi, nếu mà lạnh á em lấy ra mặc vừa ấm mà vừa đỡ nhớ chị hai nữa. Em mà nhớ chị hai á em vừa mặc cái áo này rồi em về em thăm chị hai luôn. Mà anh, ở dưới chị hai em sao rồi? Chị hai hả? Vẫn khỏe mạnh bình thường, đâu có sao đâu. À, hay là bây giờ em với anh về thăm chị hai đi. Bữa nay cuối tuần nè, em được nghỉ nè. Thôi, nếu mà em rảnh thì ở lại học bài đi, hoặc là hẹn hò bạn bè đi chơi. Chứ giờ giữ làm chi, anh gửi đồ cho em xong anh cũng về mà. Gì vậy? Sao mà ở lại chơi với em? Bồ bịch gì mà kỳ cục vậy?
anh ở lại đi rồi em dẫn đi vòng vòng thành phố chơi nha. Hay là để lần sau đi, tại vì anh có việc ở dưới thiệt mà. Nè, đừng có nói với tôi là ở dưới lén khóe với con nào nha. Anh nói thiệt mà, anh về dưới có công việc, quen một mình em là đủ rồi, quen ai nữa. Anh có điện thoại tí nha. Sao mờ ám quá vậy? Chắc chắn là ở dưới đó lén khóe với con nào. Mình phải bất ngờ mình đi về mình coi thử làm sao. Chị không ăn nữa đâu. Chị ráng ăn thêm miếng cháo đi. Mấy hôm nay chị không có ăn gì hết trơn, sao mà uống thuốc được? Chị biết, chị qua học có nổi. Chị đừng có nói chuyện bi quan như vậy. Bệnh nào cũng sẽ hết thôi. Quan trọng là mình phải ăn uống với uống thuốc đầy đủ. Cái áo chị đưa cho em á, em đưa cho con Hoàng chưa? Em đưa cho Hoàng rồi. Hoàng vui lắm, còn khen áo đẹp nữa. Bữa nào con Hoàng mới về mà chị có mất á, em nói với nó là chị bị tai nạn giao thông chứ không phải chị bị bệnh mà mất nha chung. Chị phải suy nghĩ lạc quan lên chứ. Em biết là chị thương Hoàng, chị không muốn Hoàng buồn, do đó là chị phải cố gắng hơn để ăn uống rồi mình điều trị chứ. Nếu như mà em có thương con Hoàng thì nhớ thay chị chăm sóc cho nó nghe em. Nó còn con nít dữ, chị mang ơn em đó chung nha. Em biết rồi, những gì chị dặn em nhớ hết. Hai. Ồ, Quang. Hai, em về để làm cái gì? Sao chị bệnh mà chị giấu em vô không cho em biết vậy? Sao mà ở trên đó học đi. Chị Hai đừng có đuổi em. Chị Hai cho em ở lại chăm sóc cho Hai nha. Em sẽ bảo lưu kết quả học, rồi vài năm nữa em học tiếp. Em hứa với Hai á là em sẽ học thiệt là giỏi để không có phụ ơn của Hai. 20 năm qua chị Hai đã lo cho em rồi. Em không có thể nào để Hai một mình được. Hai cho em ở lại chăm sóc cho Hai nha. Chị Hai, Hoàng nói đúng á chị. Chị để em với Hoàng cùng nhau chăm sóc cho chị đi. Có chị có em như vậy, em nghĩ là bệnh tình của chị sẽ mau khỏi. Chị Hai, chị cố lên. Chị phải thật là khỏe mạnh. Chị còn phải nhìn thấy em tốt nghiệp đại học nữa mà chị Hai. Anh Trung, anh làm móc giá anh gạt tôi hả? Ủa, Hoàng, sao em biết anh ở đây? Em lên khi nào vậy? Làm sao? Tôi lên bất chợt làm anh bất ngờ đúng không? Ở trên mạng á thì nhìn anh lung linh bóng bẩy, anh còn nói dắt quá là chủ công ty này nọ, thì ra làm việc này. Ủa, anh làm việc này thì sao? Anh đâu có làm gì phạm pháp đâu. Đúng rồi, nó không có phạm pháp, nó không có bị sao hết á, nhưng mà nó nghèo. Mà công nhận mặt cũng dày thiệt á. Bộ anh nghĩ là tôi với anh không bao giờ gặp nhau ngoài đời, sao mà anh gạt tôi? Hay là anh tính cái lúc anh gặp tôi á thì anh đi thuê đồ, anh đi thuê xe, rồi anh dụ dỗ tôi, anh năn tôi rồi anh phủi mỏ đúng không? Nè, cô đừng có ăn nói hàm hồ nha. Nếu như mà cô chê cái nghề này á hèn hạ, không có xứng tầm với cô á, thì cô có quyền không quen tôi. Tôi đâu có ép cô đâu. Bộ anh nghĩ anh ép được tôi chắc. Tôi sẽ không bao giờ quen cái hạng người như anh đâu. Nhưng mà bóc phốt á thì tôi sẽ bóc phốt anh. Cô làm cái gì vậy? Ai cho phép cô quay tôi? Đưa điện thoại đây. Anh buông ra. Đưa điện thoại cho tôi. Anh làm gì vậy? Buông ra coi. Đưa. Buông ra coi. Chị có chuyện sao không? Ui. Này thằng chó, lần sau đi cua gái thì phải có tiền nha mày. Cô nói gì vậy? Nè, cô ăn nói chuyện đàng hoàng hết chưa? Chết rồi. Cô có sao không vậy? Xin lỗi cô nha, tôi làm té cô có một cái thôi. Mà cô ăn nói với tôi vậy á, gái gì đâu mà thô lỗ dễ sợ luôn á. Tôi nghe rồi. Bánh của cô rớt hết trơn rồi, sao mà bán được nữa, hay để tôi mua giùm cho. Không sao, tại vì rớt có một ít à, tôi phủi là nó sạch à. Còn không thì tôi để đó, tôi ăn trừ cơm cũng được. Thôi, để tôi mua giùm cho. Hết bao nhiêu tiền vậy? 50.
Tôi quên mang theo tiền rồi. Hay là tôi mua chịu đi, hôm khác tôi trả lại cho. Hồi sáng giờ anh ăn gì chưa? Chưa. Vậy thì lấy ăn sáng đi. Còn cái này thì tôi bán thiếu cho anh. Khi nào gặp lại tôi đòi đó nha. Thôi tôi đi bán đây. Bye bye. Cô ơi, bữa sau qua đây trả tiền lại cho nha. Cô gì ơi, cô bán bánh. Trả cô tiền hôm qua nè. À, tiền hôm qua là 40 ngàn. Nhưng mà tôi chọc anh là 50 á. Để tôi thối lại cho anh 10 ngàn nha. Thôi được rồi, khỏi thối. Tôi mới lãnh lương. Cô cứ để đó đi. Thôi anh lấy đi. Anh cũng làm cực khổ mà, chứ có nhiều tiền đâu. Với lại tôi cũng không muốn mắc nợ hết á. Tôi đã nói để đó đi mà, tôi không lấy đâu. Nè. Cô đừng nói là cô mua cho tôi nha. Không có, cái này là tôi nấu tôi uống. Xong cái sẵn tiện tôi nấu luôn cho anh một chai. Tại tôi thấy anh làm cũng cực á, nên anh lấy đi. Cảm ơn cô nha. À, lấy tôi thêm mấy cái bánh nữa đi. Bánh của cô ngon ghê á. Tôi mua ăn trừ cơm cũng được. Ừ. Nè tôi lựa mấy cái ngon cho anh nè. Cái này ngon nè. Tính hôm nay nữa là 3 ngày rồi Ngân không bán bánh ở khu vực này. Không lẽ Ngân sợ gặp mình vậy hả ta? Hay là có khi nào Ngân bị bệnh, hay là gặp tai nạn gì đó không? Thì ra là ở đây. Người gì đâu á, ngủ mà nhìn cũng dễ thương nữa. Sao nóng như vậy ta? Cô tỉnh rồi hả? Ủa, sao nó trong nhà của tôi? Sao anh biết nhà tôi mình vô vậy? Thì tại vì mấy hôm nay á, tôi không thấy cô đi bán, cho nên là không biết cô có gặp chuyện gì không, nên tôi đi tìm cô. Nhưng mà ai chỉ cho anh vậy? Đâu có ai chỉ đâu, tôi tự tìm á. Trời ơi, dễ ẹt à. Cô hay bán ở trên con đường đó, thì tôi chắc chắn là cô sẽ ở vòng vòng khu này thôi. Mình tới nhà tôi làm cái gì? Thì tới coi cô có bị sao không. Cô đang bị bệnh hả? Sao người nóng quá vậy? Tôi bị mấy bữa nay rồi, tôi mệt quá. Nè, đừng có nói là tới đây anh trả ơn cho tôi mấy cái bánh nha. Cô muốn nghĩ sao cũng được á, miễn là cô cho tôi cơ hội để chăm sóc cô tới khi cô hết bệnh là được. Anh qua rồi đó hả? À, đúng. Tôi có mua thuốc cho cô nè. Tôi mua đầy đủ luôn á. Để tôi lấy nước cho cô uống thuốc nha. Để coi đã. Tôi có nói gì đâu. Anh làm cái gì mà quýnh quán lên vậy? Tôi đâu có quýnh quán gì đâu. Tại vì tôi thấy cô đang bị bệnh, cho nên là chắc cô đói. Tôi có mua thêm đồ ăn với mà trái cây sữa để dưới á, để tôi mang lên nha. Anh Trung nè, tôi biết á là anh không có khá giả gì hết, nên không cần mua mấy cái đồ đắt tiền đó cho tôi đâu. Mình có làm sao á, mình sống vậy là được rồi. Tôi có câu hỏi này muốn hỏi anh. Câu hỏi đi. Anh có tình cảm với tôi đúng không? Em nhận ra hả? Nói thiệt, anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em cũng thích anh đúng không? Thì hồi nãy người ta nắm tay là biết rồi chứ gì nữa. Ngân. Ủa? Anh hẹn em tới đây mà sao anh từ trong đó ra? Đây là nhà anh mà. Hả? Mà cũng là công ty của anh luôn đó. Nhà anh đó hả? Ừ. Ủa là sao? Anh làm bốc vác mà nhà anh... Thật ra là mấy hôm nay anh gạt em, mục đích là để dễ tiếp cận em hơn. Ủa là sao? Anh không phải là bốc vác hả? Anh không phải là công nhân bốc vác, mà anh chính là người trả lương cho công nhân bốc vác. Hôm bữa ở trong nhóm có một người bị say nắng, mà công trình á đang hối thúc tiến độ, cho nên á là anh phải phụ người ta làm. Vô tình gặp em trong cái bộ dạng như vậy, cho nên là anh muốn tiếp cận với em luôn. Anh giả bộ làm người bốc vác hả? Sao anh nhiều trò quá vậy?
Tại vì á, anh biết á, em là một người rất là dễ thương, tử tế nữa, với lại có lòng tự trọng rất là cao, cho nên là anh mới muốn giấu thân phận của mình. Nhưng mà nhờ anh nhiều trò như vậy á, anh mới làm quen được với một cô bé bán bánh dễ thương giống như em vậy đó. Đi ăn trưa với anh nha. Anh đi trễ 30 phút phạt anh 3 triệu. Cái gì? Đi trễ 30 phút phạt 3 triệu? Em ra cái luật gì kỳ vậy? Nhưng mà anh đi trễ là tại vì anh đi mua quà cho em chứ bộ. Ủa vậy tại sao ban đầu không đi sớm anh lấy quà trước đi? Nhưng mà em không biết đâu, bây giờ anh đưa em 3 triệu đi. Tại lẽ có mấy triệu bạc anh cũng tiếc với em hả? Thôi được rồi, 3 triệu thì 3 triệu. Dễ thương hả? Nè, bớt nhõng nhẽo đi nghe chưa? Cảm ơn anh nha. Ừ, mày làm cái gì vậy? Trời, con này. Tao mới là cái người hỏi mày đang làm cái gì đó. Đi ra đây. Xin phép anh. Cái cục điên hả? Từ từ cái con này. Qua đây nói chuyện. Làm cái gì vậy? Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi, cái việc đó hoàn toàn sai trái, mày biết không? Đó là chuyện của tao. Nè, bây giờ mày muốn cái gì về nhà nói chuyện sau nha. Bây giờ ở đây nước sông không phạm nước giếng, ok? Nhiều chuyện. Ủa, em với cô bé phục vụ đó biết nhau hả? À, dạ, bé đó bạn em, nó gọi em ra nói chút chuyện. À, đây, quà của em nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Em cũng có quà cho anh đó. Cái này là coi như em tặng cho anh đấy Lộc ha. Anh lớn rồi mà cũng được lì xì nữa hả? Cảm ơn em nha. Em biết là 20 ngàn không có đáng bao nhiêu, nhưng mà tại em không có tiền, em cũng muốn lì xì cho anh nhiều hơn lắm. Chứ thời buổi bây giờ mà lì xì 20 với 200 em còn thấy ít nữa. Có gì đâu, em lì xì cho anh là anh quý rồi. Mà tại vì á, bất ngờ quá anh không có chuẩn bị kịp. Thôi cái này coi như là... thôi, gửi cho em. Dạ, em cảm ơn anh nha. Ờ Hoàng ơi, anh có việc đột xuất á, chắc là anh về trước nha. Hôm nào anh qua mời em đi ăn sau nha. Ê, anh Trung anh về thiệt hả? Ừ, tại vì anh có việc đột xuất. Vậy thôi anh về trước đi. Nhưng mà... sao vậy? Anh cho em ít tiền đi xe ôm về được không? Ủa tiền gì nữa? Anh mới đưa em 3 triệu rưỡi rồi. Em biết rồi, nhưng mà tại đi xe ôm mà đưa tờ 500 người ta có thối được đâu, đúng không? Anh cho em 100 hay 200 được không? Nha. Anh ơi, anh thông cảm nha, con bạn em tính nó còn con nít lắm. Để có gì em về nói chuyện với nó sau nha. Dạ. Nhớ kỹ mặt tao nha. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Dạ. Mày nhớ kỹ tao đó. Đàn chó, tao nói cho mày biết nha. Im giùm một cái đi trời. Mày khùng hả? Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài kia kiếm cái việc gì tử tế mà làm, chứ làm ba cái nghề này không hoài được đâu. Mặc kệ tao. Mày... làm vui vậy? Tiền đâu nhiều vậy? Thì trúng mánh vui chứ sao trời. Tự hào quá ha, giống như là tiền mình làm ra vậy đó. Tao nói không được đó nha, bỏ đi đó, đi kiếm cái việc gì đó làm đi. Tại mày không có đẹp như tao, không có khôn như tao, cho nên nó mày mới thái độ như vậy. Giỡn mày như tao đi, nhiều khi còn kêu tao chỉ mày nữa. Ui dạ, tao đang nói chuyện đàng hoàng nha, chứ không có cà rỡn à. Đi kiếm việc gì đó làm đi, làm gì cũng được hết trơn á, nhưng mà phải là đồng tiền của mình làm ra. Rồi có gì á, tao đi chung với mày rồi mày xin. Làm lương 6-7 triệu cũng được. Trời ơi, mày biết một ngày tao kiếm bao nhiêu tiền không? Nhiều khi bằng cái tháng lương của mày á. Mà bây giờ mày biểu tao bỏ một ngày rồi đi làm nhiêu tiền đó như mày. Trời ơi, mày bị gì vậy? Tao biết là cái tiền của mày làm một ngày là nhiều hơn của tao rất là nhiều. Nhưng mà mày phải tự bỏ công sức của mày ra mày kiếm tiền. Chứ tự nhiên mày xài tiền của người ta không có được. Làm như vậy á, làm gì có chuyện gặp quả báo đó. Nè, mày trù ẻo tao hả? Tao không có trù ẻo. Nói tóm lại á là đừng có làm vậy nữa. Đi đêm có ngày gặp ma đó. Ok, bây giờ mày xuống tao bỏ đúng không? Tao bỏ. Nhưng mà bây giờ tiền ăn, tiền ở, tiền trọ, tiền điện, tiền nước mày lo hết nha. Tao không còn phải chia với mày. Ok. Mày... sao? Má gì thái độ? Nói thì hay lắm, làm mới khó nha. Không muốn làm cho làm mệt quá.
rồi. Nói chuyện với mày tao ngồi tao đếm tiền tao sướng hơn. Alo anh hả? Em tới rồi nha. Em đang ngồi trong phòng máy lạnh á. Mày nè, em nói cho anh biết nha. Anh mà đi trễ một phút á là 100 ngàn. Thôi nha. 1, 2, 3. Bất ngờ chưa? Ủa sao lại là anh? Sao không phải là tôi? Tại vì tôi dùng cái nick khác để hẹn hò với cô, cho nên cô bất ngờ đúng không? Mà hôm nay tôi hẹn cô ra đây, đâu có ngu để cho cô moi tiền. Nè, anh muốn cái gì? Muốn cái gì hả? Chị muốn mày làm cái gì? Nè ha, em tao nó là đàn ông nó mới đánh mày được, chứ còn tao là tao đánh mày được thôi, cho mày không được ghét. Chị ơi, vô. Dạ. Bạn em biết lỗi rồi, cái gì á hả? Em về em nói chuyện với nó nha chị. Nãy giờ chị của nó vậy là đủ lắm rồi á. Đánh thôi sao mà đủ? Mục đích của tôi ngày hôm nay ra đây là để quay phim bóc phốt lên trên mạng, để cho nhiều người đàn ông khác không bị lừa giống tôi. Chị. Được á, thấy rõ từng lỗ chân lông của nó luôn á. Để tao coi từ rày về sau á, còn thằng nào nó theo mày nữa không ha? Tôi đã nói rồi mà, nhìn kỹ mặt tôi đi. Mặt tôi có dễ bị lừa không? Bỏ nha chưa? Đi chị. Tức giận làm gì? Lỗi cũng tại bà chứ tại ai đâu mà làm cái kiểu đó. Ngon, bây giờ người ta bóc phốt tao rồi kìa, giờ làm sao đây? Sao trăng cái gì? Bây giờ bỏ cái nghề đó đi. Mà nói thiệt nha, hồi nãy á, bà quay rồi bà đăng lên trên mạng vậy á, tôi thấy mừng muốn chết. Tao bị vậy mà mày còn nói vậy được hả? Ủa chứ làm sao? Bình thường nói đâu có chịu nghe đâu, nói nhỏ nhẹ cũng không nghe nữa. Bây giờ người ta làm lớn vậy đó, mới bắt đầu biết hối lỗi. Thôi giờ tao cũng tan ca rồi, tao dẫn mày đi xin việc làm, nghe chưa? Qua đây biết rút cho mình bài học gì chưa? Đừng có xài tiền của người khác. Chỉ có đồng tiền mình làm ra mình xài mới có ý nghĩa thôi, nghe không? Nói biết bao nhiêu lần. Anh có việc gấp á, cho nên là anh phải đi về. Có gì hôm trước? Anh có việc gấp á, cho nên là anh phải đi về. Có gì hôm sau á, anh mời em đi ăn nha. Mày làm cái gì vậy? Tao mới là cái người hỏi mày đang làm cái gì đó. Ồ đúng rồi, đúng. Ôi trời ơi, Sam. Ờ, trời. Cho tao cứu mày quá con Nguyễn ơi. Chú xài rất co. Ủa tiền gì nữa? Anh mới em đưa. Ủa tiền gì nữa? Anh mới đưa em 3 triệu rưỡi rồi. Mày không hả? Tao chưa nói. Mày nói cho tao muốn mày gì?